chào cả nhà. Hôm nay thì mình sẽ nấu một cái món ăn bài thuốc, đó là chim bồ câu hầm với lại linh chi. Đây là một cái món mà được hướng dẫn ở trong cái cuốn sách là Linh Chi Nhân Sâm Trị Bệnh của tác giả Thanh Hà, hiệu đến là Lương Y Lê Hồng Quang. Thực hiện cái món ăn này thì rất là đơn giản, mình không có làm cầu kỳ và mình làm mà để cho mọi người đều có thể ứng dụng được. Linh chi có, mình có để sẵn đây nhiều loại nấm thì cũng cùng chung một họ linh chi hết. Thì đây là hồng chi, mình đã sắc lát này, đây là mình nhờ cắt lát ra, đây là xay bột, và đây là hắc chi. Hắc chi thì hơi khó khan hiếm, khó kiếm hơn. Đây là hồng chi, những cái tay nấm to, nguyên tay to chừng này hoặc là to hơn nữa đấy. Toàn bộ đây là các loại nấm của Việt Nam chứ không phải là nấm Hàn Quốc. Mình không có sử dụng nấm trồng hay là nấm Hàn Quốc, mà tất cả đều là nấm rừng, nấm tự nhiên do người đồng bào đi khai thác về. Còn đây là hắc chi. Hắc chi, cái dòng hắc chi này thì cái chân nấm nó dài. Các bạn có thể thấy nó chân nấm nó dài. Trên thị trường thì người ta nói là nấm lim xanh này nọ, nhưng mà tất cả đều là trồng chứ bây giờ làm gì còn cây gỗ lim để mà nấm mọc lên được. Và thường thì mình thường sử dụng hồng chi. Hồng chi thì có thể sắc lát như thế này, sắc từng cái lát như thế này, phải dùng cái dao rất là to bản và người phải có sức khỏe thì mới cắt nổi những cái tay nấm rừng, vì nấm rừng nó khác với lại các cái tay nấm trồng hoặc là tay nấm Hàn Quốc ở chỗ là nó rất là cứng, và màu sắc nó từng vân nấm hiện rõ ràng, các bạn phải cẩn thận cái loại hồng chi này với lại loại nấm gỗ. Nấm phá gỗ thì không có cái dược tính gì cả, mà chỉ phải là hồng chi như thế này. Nên là nhiều người họ thường, một số bọn mà gian thương thì nó thường lừa vào cái sự thiếu, chưa được nhìn thấy của mọi người, nên là chúng hay đem cái nấm phá gỗ để bán thay cho là cái hồng chi này. Đây, còn đây là hồng chi mình đã xay bột ra. Xay bột ra thì rất là vất vả, khó khăn mới xay được. Đây chính là hồng chi mà mình đem đi xay bột, thì mình phải nhờ đi xay rất là vất vả đấy. Và khi mà linh chi xay bột thì nó hơi, khi uống nước hoặc là nấu ăn nó hơi lợn cợn một tí, nhưng mà cái dược tính của nó sẽ phát huy nhanh và dùng rất là nhanh, tiện lợi. Theo mình thì mình thấy rất là tiện. Dĩ nhiên nhiều người có nói rằng uống hay là bỏ vào nấu canh thì nó hơi lợn cợn. Nếu mà sợ lợn cợn thì các bạn có thể lọc lấy nước rồi đổ vào hầm cũng được. Đời sống hiện đại nên là nghe nói tới các mấy món hầm này kia là rất là ngại, nhưng mà thực ra bây giờ mình tự mình tìm hiểu, mình đọc sách rồi mình hỏi người này người kia, những người có kinh nghiệm, thì mình thấy cái món này không có gì khó khăn. Mình chọn hai con bồ câu ngon, hai bồ câu bằng cỡ nắm tay thế này. Đây, các chợ hoặc là siêu thị bây giờ mình thấy cũng rất tiện lợi, làm sẵn hết, mổ sẵn bụng. Đây các bạn coi, mổ sẵn bụng như thế này. Để tí nữa là mình sẽ bỏ một ít linh chi bột vào đây. Theo trong sách hướng dẫn từ xưa thì các cái y văn đã ghi nhận, thì mình bỏ linh chi bột một ít vào trong này, mình kẹp lại, không cần may gì cả đâu cho nó cầu kỳ, chỉ cần kẹp lại vậy đấy. Ngoài nguyên liệu là chim bồ câu thì chúng ta phải có nấm nè, nấm nào cũng được, linh chi hoặc là hắc chi, xay bột hoặc là cắt lát để nguyên tay đều được hết. Nói chung là cho nó tiện lợi dễ làm. Rồi một ít hành, tỏi và ớt hiểm để cho nó thơm dậy mùi đấy. Thêm một chút muối tiêu, bột ngọt, bột nêm tùy sở thích của mỗi nhà, và một chút xíu đường. Cho dù là món ăn bài thuốc cho người bệnh, người sâu xanh và suy nhược thần kinh cơ thể thì cũng phải làm cho ngon thì họ mới dễ ăn được. Thì đây mình dùng một ít muối tiêu hỗn hợp này, mình thoa lên để con chim bồ câu được thấm tháp cho nó có mùi vị, cho nó ngon ha. Tại vì mình làm ở nhà cho gia đình mình nên mình cũng không có cầu kỳ để mà mang bao tay các bạn hả. Đấy, đây mình làm cho gia vị nó thấm tháp vào con chim bồ câu ha. Đây, mình cho một ít linh chi vào, linh chi bột vào giữa ruột con chim bồ câu, mình cho thêm tí vào.
chừng này thôi vì đây các bạn phải có linh chi vào trong ruột. Nếu mà không có chim bồ câu thì có thể thay bằng chim cút hoặc là gà ác thì cũng quá ngon rồi. Đây, sau khi mà mình cho linh chi và thấm tháp gia vị vào chim bồ câu thì mình cột con chim bồ câu lại cho nó chặt cái ruột, bỏ vào ruột cho cái gia vị vào thấm tháp. Mình thấy nhiều người tréo bồ câu rất đẹp, mình cũng tréo gà rất là đẹp, mình học theo. Đây, mình tréo con bồ câu trong cũng được. Đây thì bây giờ là trong thời gian mà chúng ta chờ cho chim bồ câu nó thấm gia vị á, thì mình cho một tí dầu mình phi với lại gia vị. Đây có hành, tỏi, băm. Tại thực ra là làm món ăn bài thuốc á, thì nhiều người cứ nghĩ rằng là chỉ cho muối rồi á, với món ăn thôi, thì mình nghĩ cũng hơi khó ăn, vì dù món gì đi chăng nữa thì cũng phải ngon, phải thơm, phải nhiều mùi vị thì nó người bệnh họ mới dễ ăn được. Và mình vẫn là mình chịu khó mình làm bằng cái bếp than đây, than củi đây, bởi vì là tuy rằng bây giờ là hiện đại có thể là hầm bằng nồi áp suất rồi hầm bếp ga, bếp từ, nhưng mà sao mình cảm thấy là những cái món ăn truyền thống á, hay là những món ăn bài thuốc, cái cảm giác mà đi sắc một cái ấm thuốc bằng bếp than hay là đi nấu một cái món ăn bằng cái bếp than củi á, thì nó rất là thơm, dậy mùi mà cảm giác nó ngon lành lắm. Đây thì mình có nhiều khi mình hay hỏi những người lớn tuổi là sao mà con nướng, con hầm bằng bếp ga, bếp điện từ con không thấy ngon như là cô bác hầm bằng bếp củi. Thì người lớn người ta cũng nói mình là đâu có biết vì sao mà trời thiên nhiên sinh ra là như vậy. Cứ than củi là nó thơm, nó dậy mùi, mà cái cảm giác cũng thích lắm. Đừng có nghĩ rằng là nó vất vả quá, thực ra mình chịu khó mình bắt than rồi nhóm cái que nhóm. Bây giờ mọi thứ tiện lắm, ngoài chợ là có bán hết cái củi dầu này. Đây, thơm quá chừng cái mùi trên bếp than. Đây cái lửa than này thơm chưa. Cho một quả ớt hiểm vào, cho hai quả ớt hiểm vào cho nó thơm, dậy mùi. Đã thấm thía thơm dậy mùi rồi thì mình cho hai em vào, mỗi em sẽ nằm một bên ha. Lăn mấy em cho nó thấm gia vị một tí. Mỗi em nằm một bên ha. Tương tự mình cũng cho em này vào. Thì cái thố này mình nghĩ là vừa rồi chứ không cần hầm cái thố to quá. Thì tùy thôi, thuận tiện là được các bạn. Nhà mình có gì dùng nấy, cũng không nên quá cầu kỳ, vì làm sao mà theo đúng hết bài bản được. Bây giờ công việc cuộc sống hiện đại mà nghe cái mùi thơm nó đã cứ trở qua trở lại một tí vậy đó. Cái da nó thơm ha, cái da nhìn thấy nó đấy. Rồi. Đây, mình lựa vài lát linh chi mình cho vào luôn. Linh chi dễ dùng lắm. Ngoài linh chi bột mình cho vài lát linh chi lát vào. Cả hồng chi vào. Tốt cho người bệnh. Như vậy thôi. Rồi cũng phải cho thêm chút đường để cho nó thấm thấp. Cái da bồ câu nó hơi giòn tí không sao, cho cái vị nó đầm lại đó mà. Đây mình đang làm để cho con bồ câu nó ra mỡ một chút, cái mỡ tự thân của bồ câu ra, thì tí nữa chúng ta sẽ cho nước xâm xấp vào, cái bồ câu nó ra nước thì sẽ thơm ngon hơn, nó có cái mỡ bồ câu này nó ra đó. Ngồi giữa vườn làm luôn các bạn, gió xào xạc luôn, cạnh sông Sài Gòn luôn. Đây như vậy là tương đối được rồi, bây giờ mình lấy tí nước để cho nó ra chút mỡ, rồi mình lấy tí nước mình bỏ vào nha.
cái mùi bồ câu thơm quá. Mình ngồi đây mình đã nghe thấy cái mùi rất là thơm rồi, mùi tỏi, hành rồi linh chi quyện vào nữa, và cái mùi mỡ bồ câu nó ra thấy rất là hấp dẫn. Cái hay của khi mình nấu than củi đó các bạn, tức là khi mình chúng ta nấu than củi, nhất là các cô chú mà lớn tuổi là biết rồi, nó sẽ nhiệt, nó sẽ từ từ nó ấm lên, và cái độ nhiệt đó nó vừa phải, là nó không quá nhanh như là bếp điện từ hay là bếp ga, nên thành ra cái thức ăn nó được thấm hết cái gia vị sao đó, mà nghe nó rất là thơm. Mỗi lần mà mình đi về quê hay là những khu rộng rãi thì mình rất thích nấu bằng cái bếp than hay là bếp củi. Ôi cái mùi đã thơm quá rồi, các bạn nghe cùng mình, mùi hành tỏi ngon quá, cùng với lại mùi bồ câu. Wow, thơm quá, nhìn thấy rất là hấp dẫn đó nha. Ồ, mình nhìn thấy hấp dẫn quá, cũng cả nhà lá vườn đấy. Rồi thì bây giờ mình sẽ đổ nước xăm xắp vào đây, nước mình chuẩn bị sẵn, mình rửa một ít đó. Cái mùi hành tỏi bay xèo xèo, mùi bồ câu quyện lại. Đấy, cái mùi thơm nó bốc ra. Cái lớp váng mỡ ở trên này, thực ra lúc nãy mình chỉ cho một cái tí xíu dầu thôi, và đây là cái mỡ tự thân của bồ câu nó ra đây. Nó sẽ làm cho rất là ngon. Đây, đơn giản thôi. Và bây giờ là chúng ta có thể đậy lại rồi, cho thêm một trái ớt hiểm vào ha, giống như gà tiềm vậy. Đó, mình đậy lại nha. Giờ là sẽ đây các bạn, bây giờ thì cuộc sống nó quá là nhiều vất vả rồi, chất độc cũng đủ thứ mọi cái hết. Con người rất là dễ bị nhiễm độc, từ ăn thực phẩm rồi uống cà phê hay là uống mọi thứ đều có tổng ước hóa chất, người ta rất là lo lắng. Bệnh ung thư nó cũng tràn lắm nữa, nên là bây giờ ngoài cái vấn đề là những cái nhu cầu thiết yếu của cuộc sống ăn no rồi, thì người ta bây giờ là lo cho sức khỏe. Thì thực ra cái việc mà lâu lâu hàng tuần chúng ta có thể bồi dưỡng, bồi bổ cho cha mẹ mình hay người thân hay là bản thân một ít thứ này thứ khác thì rất là đơn giản, chứ không có gì khó khăn hết. Một chút mua một ít linh chi, một ít loại hạt hay là một ít những cái thực phẩm sạch để hầm, để nấu kiểu như thế này thì không có gì khó hết. Trời ơi, đã bốc mùi thơm quá rồi. Cái nước vàng sóng sánh nè. Nghe mùi thơm nữa. Nghe mùi thơm. Mùi gia vị mình cũng mở ra thăm dò cái nồi một chút ha. Thăm dò cái nồi chim cút hoặc chim bồ câu một chút. Mình sẽ nếm lại thử cái nước một tí nha. Wow, rất là đậm vị, dễ ăn. Mình nghĩ là cho thêm một tí xíu muối đi, muối bột ngọt, bột nêm, chút đường nữa đi cho nó đậm vị lại thôi. Thơm nha. Nè, thường thì hàng tuần á mình hay dùng linh chi để nấu các cái món ăn, bởi vì bên cạnh việc uống nước thì chế biến qua món ăn cũng là một cách để thẩm thấu chất và tăng thêm cái tính dược cho linh chi, cho việc sử dụng linh chi. Thì trong này là có một cái vấn đề mà linh chi xem đi con, tại đây cô mở cho tụi con xem, mà linh chi mình thấy rất là thích ở cái là lọc và sa thải chất độc. Trong quyển sách về linh chi và sâm thì
tác giả và các lương y có đề cập rằng là linh chi được biết đến như là vua sa thải chất độc trong cơ thể vì khả năng tuyệt vời của nó trong việc sa thải các chất như là axit uric dư thừa, axit lactic dư thừa, cholesterol dư thừa. Đấy thì axit uric là các bạn cũng biết rồi, nó thường là gây ra cái bệnh tiểu đường, bệnh gút. Axit uric này gây ra bệnh gút. Rồi còn như cholesterol hay là các cái độc tố khác thì gây ra bệnh tiểu đường, nó sẽ đào thải ra khỏi cơ thể. Đấy. Rồi linh chi thì đặc biệt là cũng tốt cho những người cần sự tỉnh táo và tập trung cao độ nè, là giải pháp để cải thiện cho tình trạng sức khỏe, điều chỉnh cái sự cân bằng của cơ thể, cải thiện giấc ngủ và giảm mệt mỏi, đồng thời là làm cho phụ nữ là đẹp, chống lão hóa. Và riêng cái chuyện này thì mình là cũng phụ nữ thì mình nghiên cứu kỹ, tức là linh chi sẽ giúp cho các cái sắc tố dùng lâu ngày sẽ giúp cho các cái sắc tố nám đen ở dưới da này được bớt đi, được mờ đi. Thì những cái liệu trình bên ngoài nói là sẽ làm cho da bớt thâm nám này nọ, ok, mình nghĩ cũng tốt, nếu có điều kiện thì các bạn đi thêm. Nhưng mà bản thân mình vẫn nghĩ rằng cái đẹp bao giờ nó cũng phải đến từ bên trong nữa, và phải từ cái sức sống của da từ bên trong, tóc tai cũng vậy. Thì đặc biệt là do là mình cũng dùng, bản thân mình có cái sự trải nghiệm, mình dùng linh chi cũng lâu rồi, và kể cả như các cháu nhà mình lâu lâu mình vẫn cho uống một ít nước, mình cũng dụ cho các cháu nó uống, vì linh chi nó hơi đắng một tí, nhưng mà trẻ con nó cũng uống rồi nó quen, để lâu lâu cho nó đào thải chất độc ra chứ không phải chỉ là người lớn. Rồi. Cái này là khoảng hầm cũng phải 1.5 tiếng rồi đó à. Hầm cũng 2 tiếng đấy. Đây là hầm 2 tiếng hơn rồi thì mới cái nồi chim bồ câu hầm linh chi đạt chất lượng rồi đây. 2 tiếng hơn. Hầm lửa riu riu. Đó, cái màu nước rất là sóng sánh nha. Cô Hồng, như ở dưới quê mình thì hầm mình cũng hầm bằng củi than, củi lửa hết phải không? Đúng rồi. Như gà ác thì mình hầm bao lâu? Gà ác hầm khoảng 3 tiếng mới mềm. Dạ. Bồ câu thì mềm nhanh hơn đúng không? Cũng vậy thôi. Chim cút. Đó. Ở dưới quê người ta không hầm bồ câu, người ta chỉ hầm con gà ác. Họ hầm thuốc bắc đúng không? Hầm thuốc bắc. Rồi con này thì họ làm gì biết không? Gam. À. Gà. Ngon lắm. Là... Đây, nhìn thấy cái cánh ngon không? Nhìn thấy cái màu nước ngon không? Gà, bắt gà gà gì cả. Mềm luôn. Mềm luôn, đặt chất lượng ha. Mềm rụt luôn. Ngon lành luôn. Hai người nấu hay á nha. Nấu hay quá ha. Đây nè. Khéo quá trời ơi. Bồ câu này ra vàng hay là... Bồ câu cũng tương đối, cũng ngon. Cái màu rất sóng sánh. Bây giờ thì do là những cái loại thuốc bắc á, người ta thường sấy lưu huỳnh này nọ nên là thấy nguy hiểm, không dám xài nữa, mà giờ xài đúng đồ của mình, linh chi trần của mình. Đây, múc vào một tí nước. Quay lại đã thêm chút ít hơi nhiều quá vậy, nó hơi đắng một chút nhưng mà ăn lên bài thuốc mà. Thôi cái này là ông ba ông thích lắm rồi đó. Thích không? Sao biết hay vậy? cho người tiểu đường ăn được ha. Được. Cái vị ngọt nha. Chim bồ câu ra cái vị ngọt lắm. Ông ba chim dễ ăn lắm. Dạ. Mà món gì ông ấy thì ông ấy cho dễ ăn. Cái nước đó là người bồi bổ cho cái người sau sinh hoặc là người bị bệnh đó, người ta hấp cái nước này là cũng được rồi, còn mạnh thì ăn thêm cái xác, còn không thì thôi. Cái hậu ba không thích kiểu mấy ổng gã hết trơn à. Cái xác này mềm ghê á. Ác nước ngon dữ, sạch. Ba dữ lắm. Cái da mềm, ngon. Mềm lắm mà thơm, vì mình hầm lâu á. Mùi rất thơm, nhưng không có thuốc mà chẳng phải ngon. Rút tới trong này ăn ngon á.